vicino. Chẳng ai giải thích được tình yêu, đó là điều kỳ diệu, cũng là điều điên rồ. Vào một chiều đông nhạt nắng, thân Cupid có thể dương cung và bạn trúng tiếng sét ái tình với ai đó trên phố nhộn nhịp người qua. Nhưng trong một vài trường hợp, ai đó của bạn sẽ không phải con người. Cupid đôi khi cũng đuễnh đoản, lại hướng tên về phía bạn và một con dáng, như trường hợp của nam thanh niên người Nhật này chẳng hạn. Kết hôn với nhân vật trong game, thề hẹn sẽ chung sống cả đời với búp bê người lớn. Xưa rồi, chào mừng bạn tới với năm 2019, một năm mở ra những kỳ diệu và đột phá trong quan hệ tình cảm giữa người và vật. Và anh chàng Yuta Shinohara này sẽ chứng minh cho bạn thấy rằng giữa người với dáng không chỉ tồn tại mối thâm thù ngàn kiếp đâu, bởi anh ta đã hẹn hò với nàng dáng Lisa suốt một năm qua rồi. Phải, họ yêu nhau, một tình yêu trong sáng và không thể toan tính. Thoạt tiên tình yêu này khiến ai nghe qua cũng rùng mình và khó chấp nhận. Thế nhưng khi chương trình Asian Post thực hiện một cuộc phỏng vấn chàng trai với gu mặn này, mọi chuyện dần trở nên logic và dễ hiểu hơn. Số là Yuta rất yêu côn trùng và điều này chỉ bộc lộ mạnh mẽ khi anh chàng bước sang tuổi 19. Sau khi nhận ra côn trùng mang tới rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, Yuta trở nên yêu thích các loại thực phẩm làm từ loài này hơn, mặc cho rất nhiều người e ngại độ gớm ghiếc của chúng. Một ngày nọ, Yuta bỗng thấy một cảm giác kỳ lạ thức dậy trong lòng khi ngắm nghía con dáng châu Phi mình vừa mua về hôm qua. Anh đặt tên con dáng là Lisa, đồng thời dành cho nó những cảm xúc yêu thương đặc biệt nhất. Yuta gọi đó là yêu, rất nghiêm túc. Thi thoảng anh vẫn tưởng tượng ra mình sẽ bé lại hoặc Lisa sẽ to lên, cả hai hóa thành côn trùng và ân ái như những cặp đôi đích thực. Ngày Lisa qua đời, Yuta quyết định ăn luôn người tình để cả hai được hòa làm một, để Lisa sống mãi trong trái tim mình. Anh không hẹn hò với ai nữa, anh cảm thấy thế gian này chẳng còn ai hấp dẫn như Lisa. Chúng tôi gắn bó với nhau mỗi ngày, thành ra cảm xúc đặc biệt ấy mới dần nảy sinh ra sự gắn kết. Nhưng vòng đời của Lisa quá ngắn, vào ngày em qua đời, tôi đã rất khó khăn để vượt qua. Để vượt qua nỗi đau mất người yêu, Yuta dồn mọi sự chú tâm vào công việc bếp núc, chế ra những món ngon nhất liên quan tới côn trùng để thay đổi suy nghĩ của mọi người. Đôi khi anh lại chạy vào rừng, trèo lên một cành cây thật to rồi ngủ thiếp đi giữa thiên nhiên rừng núi. Đó là cách giúp Yuta cân bằng lại cuộc sống. Mỗi người trong chúng ta đều có cách khác nhau để biểu lộ tình cảm. Bạn yêu chú mèo của mình và cảm xúc ấy cũng chân thật chẳng khác Yuta dành cho Lisa. Một khi tình cảm ấy vẫn giữ được những giá trị tích cực và đẹp đẽ cho cuộc sống, thì việc bạn yêu một con dáng hay kết hôn với một chiếc giường thì có gì là kỳ quặc. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep.